Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với KD Channel. Và trong video ngày hôm nay sẽ là tiền đạo người Argentina Lionel Messi, mùa giải 21S. Khi nhắc đến Messi là phải nói đến khả năng xử lý và rơi bóng thượng thừa của cầu thủ này. Và mùa 21S chính là mùa giải mà Messi rơi bóng tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại. Khi mà cựu tiền đạo câu lạc bộ Barcelona, bên cạnh việc sở hữu một tốc độ rất nhanh, anh vẫn cho thấy khả năng điều khiển quả bóng một cách rất mềm mại và tinh tế. Messi đổi hướng di chuyển nhanh và xoay sở rất dẻo. Hơi tiếc khi anh vẫn chỉ có 4 sao kỹ thuật, nhưng theo mình như thế vẫn là đủ cho các anh em xử lý bóng qua người cùng với Messi. Về khả năng dứt điểm, những cú sút ZD vẫn là kiểu ghi bàn ưa thích của Messi. Bên cạnh thì những cú sút xa bằng D chéo góc của cầu thủ người Argentina cũng tỏ ra khá lợi hại. Có điều, lực sút của Messi vẫn chưa phải là quá tốt nên đòi hỏi các anh em phải cố lực lên cao một chút. Bên cạnh đó, với khả năng xoay sở nhanh nhẹn và khéo léo cũng giúp cho Messi có thể nhanh chóng xoay sở để tự đặt mình vào một tư thế thuận lợi cho việc dứt điểm. Nhìn chung, một khi đã đặt quả bóng vào cái chân trái ma thuật của mình thì Messi luôn biết cách đặt khung thành đối phương vào trạng thái báo động ở mức cao nhất. Còn về những pha dứt điểm bằng chân phải thì có phần kém ổn định hơn chân trái một chút. Về khả năng không chiến thì đó chưa bao giờ là điểm mạnh của Messi, nên nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng chọn vị trí của siêu sao người Argentina. Là một tiền đạo nhưng không chỉ nổi tiếng về khả năng săn bàn hàng đầu, mà Leo Messi cũng có số đường kiến tạo thành bàn rất đáng nể. Vì thế mà không quá khó hiểu khi anh dù là một tiền đạo nhưng vẫn có chỉ số ẩn thánh truyền bóng. Điều này giúp tăng tính sát thương và độ khó đoán trong những đường truyền của Messi. Nhìn chung, tân binh của PSG chuyển bóng tốt bằng cả hai chân và sẽ là địa điểm luôn chuyển bóng đáng tin cậy trong đội. Chính vì thế mà dù Messi có thể chơi dạt sang cánh, nhưng theo mình, để phát huy hết khả năng của anh thì nên xếp anh đá vị trí CAM hoặc CF. Do bất lợi về mặt thể hình thể chất nên khả năng tranh chấp của Messi chưa bao giờ được đánh giá cao. Vì thế mà vẫn nên tận dụng khả năng cầm và giữ bóng tốt của anh để giúp cho Messi tránh đi những pha va chạm không cần thiết. Tổng kết lại, Messi mùa giải 21S có các ưu điểm như tốc độ rất nhanh, rơi dắt bóng rất khéo và dẻo, khả năng phân phối bóng rất hay, dứt điểm tốt bằng chân trái cả trong lẫn ngoài vòng cấm, nhất là những cú ZD, chân phải thiếu ổn định hơn chân trái một chút. Mặt hạn chế của Messi là anh tranh chấp không tốt, ít có khả năng không chiến và lực sút cũng chưa phải căng nên đòi hỏi phải kéo lực lên cao. Và trên đây là bài review của mình về Lionel Messi mùa giải 21S. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.